2008. This version made by Lock Petlock. Thằng này lột, bộ điên rồi hay sao? Dùng tiền nhân dân tệ gọi điện thoại không có. Xin lỗi nha, tôi đã bị người ta ăn cắp bóp hết tiền rồi. Anh là đổ thánh rồi hả? Bộ định về quê chơi sao? Ông làm người rồi đó đồng chí à? Không làm đâu, anh chính là đổ thánh mà nổi tiếng nhất thiên hạ. Làm ơn đi, coi tối nay con ngựa nào chạy về nhất hả? Làm ơn đi. Tôi thật sự không phải là đổ thánh gì cả. Tôi tên Tinh, họ Lưu. Xin lỗi đồng chí tên gì? Lưu Tinh. Phải. Cái thằng châu của cái đầu mép mà giống như là con bào ngư vậy, làm gì vậy? Ông ta đã xảy chân chấp té đó. Hai chú cháu của họ làm chuyện gì cũng khác với người rồi. Làm gì vậy? Từ từ đi. Cho nên nói với mấy người đầy lục, mấy người không có biết chuyện. Hãy xem kìa, họ có nét giống như là... Đánh ra. Mời người để ý, ai cũng muốn giống như họ. Là gì? Thì là anh Đỗ Thánh đó. Rồi, người ta từ đại lục tới, anh cũng từ đại lục tới. Người ta khôn hơn anh cỡ nào, bố cũng bị người ta lấy luôn nữa. Tay đạn một lần không đủ để luận thành bại đâu. Vậy còn hai lần? Hai lần mệt ghê lắm đó. Tại sao nói vậy? Vậy túi hành lý của anh bây giờ ở đâu rồi? Ăn cướp! Đừng có chạy! Ăn cướp! 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 Ăn cướp. Còn muốn chạy theo mấy con đường hả? Tại sao mày giật cái túi của tao? Cho nên tao mới chạy theo mày. Ê, ai nói cái túi này của mày có tên mày hả? Ở trong đó có một cái lạp xưởng, hai trứng hồng vịt bắc thảo, nắm tóc tiên với hai con cá mặn, còn đồ lót hiệu gấu mèo, đồ dùng hàng ngày nữa. Ê, ba cái đồ đó ai mà thèm chứ? Quên nói cho ông biết, ở trong đó còn có con rắn. Rắn? Nhưng mà đừng có sợ, rắn hầm cầu thôi, không có độc. Thằng trời đánh chơi tao, tao không trả mày đó. Sao? Mày thử đi. Gì? Tao không khách sáo với mày đâu. Không khách sáo thì sao? Trả lại cho tao. Đánh tao? Tao đánh mày đó. Nhào vô đi. Tao đánh mày đó. Không có nghề thì đừng bắt chước người ta làm tàn nha. Hmm.
Ý dạ, muốn chụp được nữa hả? Biết mày giỡn vậy, đâu cần phải sợ mày. Mày đừng có chạy. Muốn chơi nữa hả? Đứng lại. Cái gì? Muốn đánh nữa hả? Được, ta đứng ở đây cho mày đánh. Chỉ sợ là mày đau tay thôi. Thiệt là quá đáng. Tao quá đáng gì đó? Thiệt là ăn hiếp người quá đi. Không những là ăn hiếp mày, mà còn năn nỉ mày đánh tao nữa. Tao thật sự vô cùng cảm xúc. Đâu có sao, làm việc đi. Cha, mẹ, bà ngoại, lần này con nhất định ra tay. Đừng có cậu mở gì dựng nữa, đánh đi. Thôn trưởng, quý vị đồng hương, tôi sẽ phá giới. Đánh đi. Bộ tôi bị xe lửa đụng hay sao vậy? Ây à, ây à. Địa chỉ của tôi đâu? Rớt mất. Ây à, tại sao sợ ý như vậy? Chỗ này ngoài đó ra tôi không biết ai hết. Ây à, không lẽ còn trở lên trên kia? Nhưng mà tôi hứa sẽ tạo sự nghiệp trước mà. Vậy vậy tôi ở chỗ nào đây? Chỗ tao. Nè mày nói đó nha, tao ở tạm chỗ mày trước. Sao tao lại ở đây? Lúc nãy mày nói đó mà. Tao có nói hả? Bây giờ thì mày ý mày có cái tay mặt mạnh, muốn ở lại đây phải không? Theo tao đi. Uầy, bản hiệu Hồng Kông đã ghiền thiệt ha. Nè, ở đây còn là cả âm nhạc thế gia nữa. Ê, đây là nhà của mày hả? Bình thổi sáo là gì của mày? Chị của tao. Tao đây cũng đã thổi sáo nhiều năm rồi. Vậy mày phải trao đổi với chị của tao mới được. Ờ, chị Bình. Tiền sở, mày đó hả? Vô đi. Bạn của tôi. Chào chị. Vô chơi. Ừ. Làm phiền nha. Kêu tôi coi Bình được khách sáo. Ờ, cô chính là người biết thổi sáo đó hả? Biết rồi còn hỏi. Chị vô đây, tôi có chuyện muốn nói. Ờ. Tôi lưu tình. Ây da, sao mà gấp vậy hả? Đi trước đi. Em trai của chị Bình tôi cũng mới vừa quen thôi. Tôi cũng vừa quen biết chị Bình thôi, là bạn bè giới thiệu đó. Chị biết phải làm gì mà. Anh tiền xã giới thiệu mà. Chúng tôi sẽ tiếp đại tử tế lắm. Hả? Khách của tôi đâu? Chạy hết rồi. Nói nhiều làm gì? Đây là phòng của mày, tự nhiên đi. Ờ, cảm ơn. Sao nhiều giấy vệ sinh quá vậy? Bộ gần đây chị đang bụng sao? Đừng có nói chuyện chọc tức người ta. Để chỗ đó thuận tay thuận chân thôi. Uầy, Tiêu Sa. Để cái quyền. Bên nào tới chơi. Bên nào tới chơi. Chào. Anh thích thổi sáo hả? Đúng vậy, không sai. Vậy nhào vô. Thổi bây giờ. Vậy còn đợi lúc nào? Cũng được, tôi thổi trước nha. Hả? Anh thổi. Không sao đâu. Thật ra chúng ta nghiên cứu lẫn nhau, ai thổi trước cũng vậy thôi. Anh biết thổi à? Tôi cũng muốn mở mang kiến thức. Thổi trước đi. Được. Hả? Nghe được không? Tôi đã chiếm giải quán quân ở trên kia và được gọi là Tiêu Dương. Nè, tới phiên cô. Ê, tôi không biết thổi cái này. Mình thổi sáo mà không biết thổi hả? Vậy sao kêu tôi thổi? Thôi nói thiệt đi, làm ơn đi chỗ khác chơi. Đừng cản trở chỗ làm ăn của tôi.
Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Em của cô cho tôi ở tạm chỗ này mà. Không nói cho cô biết sao? Ở tại chỗ này à, Mình à. Cái chuyện gì? Mình à, cái thằng khùng này đây đòi ở tại chỗ này. Ông bạn, chơi đã thì thôi, tại sao còn đòi ở chỗ này nữa? Có tiền thì bữa khác tới chơi tiếp đi. Tôi không có tiền. Hả? Không có tiền mà tới chơi? Dứt nó. Wow, 12 giờ rồi. Ê, ra đi mau. Là nó. Thằng kia cởi áo. Cởi áo? Tao kêu mày cởi áo. Cởi. Làm gì? Cởi hay không? Mày không cởi hả? Cởi. Áo. Tới đây. Cởi. Tới đây. Đừng, 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 đừng. Quay. Ây da, trời, hiếp dâm, hiếp dâm, đừng nha, đừng, trời hiếp dâm, đừng, trời đừng, hiếp dâm. Mày bị điên hả? Vô lại. Lần sau mày có dẫn tao đi chơi bời thì đừng có dẫn tao ổ điếm. Người ta biết địa chỉ của mày. Tao bây giờ bỏ hết quần áo của mày. Có mày còn chạy đâu? Cởi luôn cả cái quần tắm của mày ra. Quần tắm? Tại sao phải đưa cho mày? Đưa hay không? Đưa. Vừa đủ đi chưa? Nè, coi chừng chết lạnh mày đó. Tao đâu phải là không cho mày ngủ chung. Tại sao lại mở bồn nước ấm để mà ngủ vậy? Không thì sao? Tối ngày cởi sau lưng người ta. Có cái gì cộm cộm? Ai biết mày muốn làm gì? Làm gì mày chứ? Nói chuyện không có chiều sâu. Con người tôi làm việc rất là nguyên tắc. Hãy phù hộ cho tôi sớm kiếm được việc làm để tôi dọn phước đi cho rồi. Nè, mấy chục này đây á, tao lấy từ đầu giường của mày, sau này tao trả lại. Đời là như vậy đó, ai biểu mày gả tao trước? Để tôi làm thử. Để tôi làm mà. Đi. Tôi học nhanh lắm. Đi đi mà. Đồng Phương. Ê, để chút. Đồng Phương. Đồng Phương. Tao báo Đồng Phương phải không? Ừ. Thôi một đồng đi. Đồng Phương nhiêu tiền vậy? Hãy tới phòng làm việc là người ta giúp. Hay ra đi chỗ khác thử đi. Tại sao vậy? Không được mà. Tài phải của tôi mạnh như vậy mà cũng không chịu mướn thì là khùng quá đi. Anh bạn à, tôi biết anh có sớt. Tôi đâu có nói anh dở. Một mình làm bằng 10 như vậy anh em của tôi chắc là thất nghiệp đó. Đi chỗ khác đi. Tôi làm nhẹ tay chút. Đi bản báo đi. Tôi đã thử rồi mà cũng không mướn. Thì thử đổ cất. Không có lý do gì mà cái đơn vị lớn vậy cũng không có phân phối việc làm. À, tôi sợ ông rồi. Thôi tôi viết một cái địa chỉ, hãy tới sở thất nghiệp hỏi người ta đi. Đừng có viết tiếng Anh, tôi đọc không hiểu. Được rồi, để tôi viết chữ Tàu cho. Nếu mày muốn đi kiếm việc làm thì mày đi làm đi, ta không làm đâu. Con người của tư xã này lên voi xuống chó mà. Canh ba thì nghèo, canh bốn thì giàu. Chỉ trong một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Dương chủ tịch, ông có thể cho biết cuộc đấu? Đại hội sẽ tổ chức những cuộc đấu lẻ để thu hút những mầm non thế giới tới tham dự. Tiền thưởng lần này tới 10 triệu đồng lận. Nè, cái này mới dễ nghe đó. Tay của mày mạnh vậy, mày tham gia đi. Có nhiều thứ tôi đây muốn hỏi thăm. Nói. Kiếm chỗ nào cái đồ xe lớn như vậy để che lại cái thắt lưng vậy hả? Cái này gọi là mini jeep, chứ không phải là ruột xe của cô Trần ở kế bên đó.
Tại sao lại ăn cắp của cô Trần kế bên vậy? Tao thích ăn cắp. Ây da, mày nói chuyện sao vô lương tâm quá vậy? Mày liền quần áo của tao xuống đường, tao đã còn cái gì để mặc? Không lấy của cổ, không lại lấy của mày. Mày có muốn tao lấy của mày hay không? Mày lấy của cô Trần đi. Nên tao mới lấy của cổ. Mày nói cũng đúng lắm. Chuyện gì vậy? Bị cái gai đâm đít, làm ơn lấy giùm tao đi. Nói thật hay nói chơi đây, tao khiều giùm mày. Tự mày khiều đi. Tao lấy được thì cần gì phải nhờ mày? Làm ơn lấy giùm tao đi. Làm ơn làm phước kiếm đồ giùm tao nhanh lên. Trời trả báo mày đó. Mày xuống bếp làm gì? Thì mày muốn tao khiều, tao lấy cái nĩa ra để khiều. Đâu cần lấy nĩa. Đứng vô đi. Ây da, sao thúi quá vậy? Của tao thúi, của mày thơm hả? Công việc hồi nãy thì hay quá hả? Cái nĩa của mày lục quá vậy? Tao kiếm không được cái nĩa cho nên dùng cái muỗng. Hả? Cái muỗng? Ây da, hai người làm gì vậy? Không gì, tôi kêu cái chỗ đó dùm cho nó. Bây giờ là bắt cái chuyện bị bả không hả? Đừng có coi con. Đi đi, đi đi, mau đi. Quan nhị ca, phù hộ cho tôi sớm ngày vinh quang về làng. Bằng không không có mặt mũi gặp phù lão Quan Đông. Tôi phải tìm lại Đại Kiệt. Phù hộ, phù hộ. Quan nhị ca, xin phù hộ lưu vị đại ca trong phòng kia cải tà quy chánh, sau này có thể làm ăn đàng hoàng. Tối nay đỡ một chút, dùng giấy vệ sinh không bị cộm, có lẽ ngủ ngon hơn. Ra đây, ra đây đi. Mày dục hết đồ của tao, bây giờ mặc đồ của mày giống như thằng Hề vậy. Quần áo của tao không phải Hề đâu, là tại mày Hề cho nên mới giống thằng Hề thôi. Mày đi chết đi. Tao chưa có chết đâu. Chút nữa người ta không mướn mày, lúc đó mày mới chết đó. Bánh cuốn rất nóng, rất dài đây. Xíu mại bánh bông lan đây. Ngon lắm, mua vô, mua vô. Mua vô đi. Ê. Anh à. Chàng chút. Đồ mất dây. Lẹ tay thì còn, chậm tay thì hết. Mua vô, mua vô. Mua vô, mua vô, mua vô. Dừng xe. Ngừng xe cái gì? Tôi là quả tiễn tầm xa mà. Tránh ra. Thằng này điên rồi. Quay, bộ muốn bị đuổi hả? Đẩy lại như vậy là không rao tên các món tiệm sắm. Vậy đâu có được. Gọi tên hả? Không giống mèo, không giống chó, các bà các cô đều thích đây. Cái gì các bà các cô đều thích chứ? Coi nè, là đồ chua các bà thích mà. Không phải mèo, không phải chó là gì vậy? Thì là gì cá? Wow, nói chuyện gì kỳ cục quá vậy? Quê của mày ở đâu? Quê của tôi ở đâu, mắc mới vậy ông? Ông tới đang điểm sắm mà. Ê, không dùng cái xíu bại, xíu bại gì cá. Mà còn có cả sườn nữa. Ê, mày để bên kia đi. Các ông muốn ăn gì hả? Để tôi mang ra. Mời tự nhiên nha. Bánh cuốn đây, bánh cuốn. Bánh cuốn. Thanh Lương, gần đây ở trển lục soát các dao, anh cũng biết mà. Chúng ta mặc cả, đổi đường lối khác đi. Chia địa bàn ra. Mỗi địa bàn đều có ký hiệu. Được lắm, Hồng Mắt To. Lúc trước ta cũng giúp cho mày kiếm được bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay phải để cho ta ăn cái dĩa thịt bò kia chứ. Nếu như ông ăn thịt bò của tôi làm sao trả lời với đàn em của tôi đây? Mày tố tao hả? Bộ mày tưởng cản chân của tao ở tại Tây Hoàng giỏi lắm sao? Phải rồi, đúng rồi. Nói như vậy, kẻ như ôm nhào chết chung thôi. Nếu như tôi ăn thịt bò này, tôi chia hai cái đồng gà ở dưỡng giác cho ông. Đồng gà thật cũng có gì? Nè, cùng lắm tôi cho mày thêm ba chiếc chè hột sen tháng trước từ Việt Nam trở qua nè. Chè hột sen hả? Ăn thua cái gì? Tôi có bánh nhân khóm nữa kìa. Đừng có nói thêm nữa. Ráng một chút xíu cho ông đó. Một dĩa hủ tiếu xào thịt. Ông biết ba cái bột này đáng giá cỡ nào. Bây giờ được cái dĩa bột cho ông rồi. Không đủ hả? Cho thêm hai cây cải nữa. Cây cải đó thì ăn thua cái gì đây? Không có ý gì hết. Có một chút màu mè cho dễ coi thôi. Xê, không mất to. Tao quen mày mười mấy năm, mày không biết xoay trở chút nào hết á. Được rồi, dĩa thịt bò này đây, chúng ta mỗi người phân nữa. Không được, tôi một mình á là phải ăn hết. Các vị, đừng có giành, kêu thêm dĩ đi. Để ghi sổ. Ghi hay không cũng không sao, nhớ trả tiền là được rồi. Xin chào.
Không ăn hả? Vậy để tôi lấy lại dĩa thịt bò. Để lại cho cô. Trả lại cho ông. Cho thêm dĩa bánh cuốn lạp xưởng dĩ chưa? Mày ơi, tôi nước sôi nè. Sao quăng vô chân của tao? Chạy mau đi. Nhìn mình vậy chắc là kết mình rồi. Quay, bắt giữ cũng vô dụng thôi. Mấy người này đâu phải cảnh sát. Tao thích kẹp cổ. Đừng qua đây nha. Đừng qua đây nha. Giết nó. Đừng có hồn. Nghe tôi giải thích. Đứng lại. Đừng đá vô mặt tôi. Đừng rạch mặt của tôi. Ê, đừng. Thằng kia, mày dám kiếm chuyện hả? Đúng vậy, rồi sao? Các vị, nghe tôi giải thích. Thật ra nguyên nhân tất cả chuyện này là do tôi tưởng mấy ông này đâu có thích ăn thịt bò, cho nên tôi mới cất hết. Chúng tôi sĩ, tôi còn tặng thêm dĩa lạp xưởng nữa. Nhưng mà không ngờ là bọn họ đâu có thích ăn bánh cuốn lạp xưởng. Hey, ông trời ơi, tôi đây đâu có ngờ. Cho nên tôi có thể bạo gan nói một câu. Tất cả tủ lâu này, ngoài bao tử heo và xíu mại ra, nổi tiếng nhất chính là lạp xưởng. Tại sao? Hỏi đúng lắm, bởi vì da mỏng nhưng ngon. Gà thịt ở trong cái lạp xưởng đó đã được xử trí bằng một nhiệt độ rất cao. Âm miệng, mày có biết đang nói gì không? Mày là ai đây? Võ Đường Quốc gia. Lúc nào rảnh tới kiếm tao. Mình đi. Cô Hai à, xin lỗi nha. Thực ra tôi không phải là người xấu. Hai chúng tôi ấy, cô bị thương. Hãy lau đi. Được rồi, không có sao đâu. Đi đi. Hiểu lầm thôi mà. Cái đại ca, chỉ là hiểu lầm thôi hả? Xin lỗi. Sợi dây chuyền này đẹp thiệt. Các vị anh hùng, các người đẹp trai thiệt đó. Wow, đẹp quá đi. Thiệt là hấp dẫn. Chạy mau đi. Đứng lại. Thằng mắc dịch này, quăng nồi nước sôi vô chân của tao. Tao còn tưởng có thể cùng với mày làm ăn một cách đàng hoàng tử tế, nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này. Thật là tức chết đi được. Đàng hoàng cái gì? Bây giờ chân của tao bị xương chù dù nè. Lát nữa mày phải cõng tao xuống núi. Không lẽ người Trung Quốc chúng tôi không thích hợp kiếm ăn ở tại Hồng Kông này? Kiện à, làm sao có thể kiếm được người này đây? Ông trời, tôi đang nỉ ông hay cho tôi một chỉ thị đi. Đoàn du lịch Phi Châu, 6.990 đồng, rẻ nhất Hồng Kông. Không lẽ đi xa tới như vậy hay sao? Không phải kêu mày đi Phi Châu, kêu mày đi đánh quyền. Đánh võ tự do thế giới quán quân, 10 triệu tiền thưởng. Trời ơi, đừng có đi ngược ý trời. Tương lai của tiểu xã này và mày là chỗ này đó. Đi vô đi. Chúng ta quyết định vậy sao? Đúng rồi, mày muốn kiếm số tiền để về quê mà. Nếu mày thắng được, mày trở thành quyền vương. Đi mau. Ê, chúng tôi tới ghi danh tham gia đánh quyền. Phải có Do Đường giới thiệu mới được, tụi mình thì không thể. Con mụ này làm gì dữ vậy? Đi đi. Coi chừng tao bán mày đi làm đĩ bây giờ. Thằng cha đó đêm nay sẽ đi uống rượu. Uống xong sẽ tới bờ sông đi về nhà. Chúng ta phục kích nó bên bờ sông. Biết rõ chưa? Biết rồi. Thằng Lỗ, xuống dưới tiệm lấy hai cốc bia lên đi. Đại ca, mắc nợ người ta nhiều lắm còn chưa có trả đó. Họ không có cho chúng ta 1 triệu nữa đâu. Đại ca, bên ngoài có hai thằng đòi vô đây lại thầy học võ đó. Học võ? Dẫn tụi nó vô đi. Dạ.
Tôi nói đó. Tại sao tụi bay học võ của tao? Là bởi vì... Là bởi vì mày biết võ đường của chúng tôi là danh môn chánh phái, là một võ đường có thực lực, có phải không? Hả? Mày tên gì? Tôi tên là... Mày tên gì cũng không sao. Chúng ta đều là con cháu của Diêm Quỳnh, giúp đỡ lẫn nhau, đồng môn như huynh đệ như thủ tốt. Chúng ta sống chết bên nhau, đó là tôn chỉ của phái ta. Tụi bay có phải là muốn học nghề không? Về mặt căn bản. Về mặt căn bản thì đương nhiên phải rồi. Nếu không tới đây kiếm tao làm gì? Vậy lập tức lạy tổ sư gia đi. Nhất bái thiên làm cha, nhị bái đất làm mẹ, tam bái người làm anh, tự bái Triệu Long Tao làm sư phụ. Nhất bái. Lại đi mày, lại đi, lại đi, lại đi. Bái thứ nhì, bái thứ ba. Xong rồi. Sao giống như là đi đưa đám ma vậy? Giống băng đảng nhiều hơn. Sao cũng được. Nè, cho tụi bay lì xì nè. Cảm ơn. Hình như không có tiền. Cái gì? Tao cho mày cái lì xì để mày bỏ tiền vô cho tao. Bao nhiêu cũng được. Tôi không có tiền Hồng Kông. Hả? Chỉ có 2 đồng à? Ông nói tùy ý mà. Thì tao nói tùy ý, nhưng mà cũng có một chút thành ý mới được chứ. Như vậy không có được đâu. Ê, đưa hết cho tao đi. Đi đi. Ê, chừa vài đồng đi xe có được không? Chừng này đủ rồi nè. Hôm nay tao dạy tụi bay bước đầu tiên nhập môn là đao quang kiếm ảnh. Học gì lẽ dữ vậy? Là gì? Chém người ta. Chém lộn. Gì? Chém lộn khỏi cần học sao? Lộ, lấy 200 trả tiền bia, lấy thêm mấy cớ gì đây nữa, để cho anh em muốn chôn. Nè, lấy con dao cắt dưa hấu thiệt bén cho tao. Dạ biết đại ca. Triệu sư phụ. Chuyện gì? Tới đây. Tới đây. Chuyện gì? Tôi đây muốn đi cầu. Sao kỳ quá vậy? Sớm không đi trễ không đi. Qua bên kia giải quyết đi. Thế là phiền quá. Ê không được, tôi chịu hết nổi rồi. Ê trời đất, trời đất, trời đất, trời đất, trời đất, trời quá đất, chịu nổi này rồi. Đất quá vậy. Ông cái gì? Lẽ nó tờ ghê quá đi. Không nổi. Trời ơi, thúi quá, chịu không nổi à. Mẹ kiếp nó. Ông bạn, ở trong rừng có nhiều rắn rít, dễ bị cắn lắm đó. Hãy ra đây gặp mặt đi. Ra ngoài, lẹ lên, đi. Tụi bay muốn gì? Tao là Triệu Đông của phái Ngang Sơn. Ờ, ngang ngược hả? Là Ngang Sơn chứ không phải ngang ngược. Nói gì kỳ vậy? Ồ, quá ra là Triệu sư phụ hả? Có gì chỉ dạy? Muốn thọ giáo quyền cước hộ bác của các ngươi. Chỉ muốn thọ giáo thôi. Bác gia quyền. Nếu như muốn thọ giáo thì hãy võ đường kiếm tôi đi. Đúng rồi, vậy mới là nguyên tắc giang hồ chứ. Thằng trời đánh kia, mày đứng về phe nào vậy? Đương nhiên là đứng phe đông người. Phe đông người thì đứng phía sau. Triệu sư phụ, đêm nay các người muốn thọ giáo tôi hay là muốn mua đất tôi đây? Bộ đã nhận tiền người ta rồi phải không? Tôi chưa có nhận tiền, giết chết ông rồi thì có tiền liền. Quy, quy. Như vậy là sát thủ chuyên nghiệp rồi. Chuyện vậy tôi không làm đâu. À, sư phụ à, bắt tay trước đi, làm quen đi hả? Bữa nào rảnh đi uống cà phê với tôi nha. Tính à, có giấy chủ đích hay không vậy? Không có thì cạ lên cỏ đi. Mẹ kiếp, mày không dám giết hả? Mày không giết, để tao giết chết mày. Ê, vậy là mày ý đông người ăn hiếp yếu. Mày quyết tâm rồi hả? Tao không thể tiếp sức cho mày đâu. Chơi nữa. Lỡ giỏi giỏi thiệt. Triệu sư phụ, chúng ta không nên bán mạng vì đồng tiền. Chúng ta ngày hôm nay tới đây đã đủ rồi, sau này chúng ta có thể làm bạn với nhau. Bác sư phụ.
Lúc nãy người ta tha cho ông mà, ông cũng phải tha lại cho người ta chứ. Hả? Ý cái thằng trời đánh nè, mày nhận tao làm sư phụ thì phải nghe lời chứ, có phải không? Tôi nghĩ rằng làm vậy không có tốt đâu. Cái gì không tốt? Bây giờ có đi không? Không đi vậy? Tôi lại cảm thấy... Mày đi chết đi, giết nó. Ba không sao chứ? Ba hả? Che mặt lại đi. Che lại chưa? Chúng ta trốn mau đi, mau. Hả? Cha! Chạy, chạy! Quy, tỉnh dậy mau đi. Mình giàu hay nghèo là tùy ở mày đó. Bà, bà sao rồi? Không sao. Wow, sao mà thúi quá vậy? Mày đã chùi kỹ chưa? À, bác sư phụ, bữa nào rảnh đi uống cà phê nha. Thằng tôi. Không. Để tôi mời. Hồi nãy nó cứu tôi. Đưa tôi về đi. Sao đây cậu em, không sao chứ? Còn hơi đau chút. Bác sư phụ, là ông hả? Đây là nhà của tôi. Anh à, cậu ở chỗ nào? Kỳ thật tôi ở Quảng Châu về đây kiếm bà con, nhưng không ngờ bị mất liên lạc. Vì vậy cho tới bây giờ tôi vẫn còn chưa có chỗ ở. Quỳ, còn cái anh chàng thanh niên to con mặc áo da kia là ai vậy hả? Đó là người bạn của tôi mới quen tại Hồng Kông đó. Nó cũng có ở đây hả? Phải, nó đưa cậu tới đây. Được rồi, sau này cậu muốn làm cái gì tôi không cần biết. Nếu cậu không chê bai, ở lại nhà ba bữa đi. Dạ được. Được rồi, ngủ sớm đi. Cảm ơn. Một tờ giấy trắng, một cây viết mực. Đối với một người đàn ông không có can đảm để tỏ tình, anh hãy dùng bức thư này nói cho em biết. Anh vô cùng thương mến em, có câu là thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu hay là gì, cứ để cho tình cảm của anh gói ghém trong những dòng chữ này. Đây là anh chàng để điểm sắm ở trong tiệm. Hẹn ngày mai gặp ở hậu viên. Cảm động quá đi. Chỉ có bức thơ chưa đủ đặc biệt, phải thêm cành hoa nữa. Chậm quá hả? Ai đó? Là anh. Ây da, anh làm gì? Tuần cấp qua bị người ta thấy. Thì ra không phải chửi mình. Cái thằng trộm quá. Quay nè. Chơi gì ác quá vậy? Nếu để tao gặp mày trộm qua một lần nữa, tao sẽ bẻ gãy tay mày đó. Thiệt là ác độc mà, đâm vô mắt người ta. Đừng hồi hộp. Đừng bây giờ hồi hộp, đừng để cô thấy. Kéo dài hơi thuốc sẽ không sao mà.
Đã nói là đừng khẩn trương. Khẩn trương quá sẽ giống như điên điên khùng khùng đó. Ây à, không được đâu, đừng khẩn trương, phải kiên cường lên. Nếu cổ tới là cổ chịu đèn. Chịu đèn rồi thì sợ cái gì chứ. Tôi tên là Tiêu Xã mà. Anh Tiêu Xã. Anh làm gì vậy? Không có gì. Anh tin đâu, sao không tới? Nếu như nó tới thì càng ngại hơn nhiều, phải không? Cô đọc thơ chưa? Cảm thấy sao? Tôi vui lắm. Tôi rất vui. Đúng, tôi cũng vui lắm. Thiệt. Thiệt. Anh đúng là người tốt. Người ta vui, anh cũng vui liền. Sao cô biết tôi là người tốt? Nhưng mà đôi khi tâm sự ở trong lòng, không biết phải nói như thế nào đây. Thì viết thơ. Được. Em đã viết rồi. Nè. Giỏi thiệt hả? Cô vừa lên tiếng thì tôi biết là cô muốn gì. Nhiều khi không cần phải nói ra, sáp vô đại thì được rồi. Cảm ơn anh trao thơ giùm cho anh Tinh. Anh Tinh. Anh Tiêu Sở. Anh Tinh nhờ anh tới gặp em. Anh là người thích hợp nhất. Vì anh cho em cái cảm giác rất thân thiết, giống hệt như anh hai của em. Vậy hả? Hôm đó tại tủ lầu, anh ôm tôi giống như bây giờ. Cái cảm giác đó giống như được người thân ôm lấy. Thiệt rất là thân thiết. Cái cảm giác đó vừa an toàn lại vừa thuần khiết. Em tin chắc anh cũng giống em, đều có cảm giác đó, có phải không? Phải. Anh Thư Sở hả? Sao anh lại khóc vậy? Tôi cảm động. Cô coi tôi như là anh hai của cô. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được tôi có đứa em gái giống như cô. Anh. Em à. Em à. Anh Tiêu Sở. Em. Anh làm gì vậy? Tự nhiên kềm chế không được. Nhớ được bức thư cho anh Tinh giùm em ha. Em đi nha. Bye bye. Bye bye. Cứ để anh hai lo hết cho em nha. Anh sẽ trao lá thư cho nó mà. Còn lâu à. Để cho người ta cô con rể của mình hả? Chơi gì kỳ vậy? Tự nhiên nhận tôi làm anh hai. Tôi đi cua gái mà. Tôi ghét nhất làm anh của người ta đó. Anh hai không có chăm mút được cái gì hết. Bác sư phụ. Ê, tiểu huynh đệ, sức khỏe đã bình thường chưa? Vậy ngày mai có thể về được rồi. Nói thật nha, tôi muốn lại ông làm thầy, học võ của ông. Học võ cần phải có tư chất. Tư chất của cậu quá tệ đi. Hay là đi về kiếm việc làm đi hả? Không phải đâu bác sư phụ. Nghe tôi nói nè, tay của tôi mạnh lắm, nhưng không biết vận dụng như thế nào, cho nên muốn nhờ ông dạy tôi. Dạy cậu? Cậu học võ bao nhiêu năm rồi? Không phải nói tay này, cánh tay mặt này của tôi trời xanh có thần lực. Tôi nói ông không tin đâu. Được, vậy thì đấm tôi một đấm thử coi. Nhưng mà quả đấm này tôi ít dùng sức để đấm người ta, bởi vì tôi chỉ sợ đả thương người ta thôi. Đả thương tôi? Thiết bố xăm của bác già tôi tung hoành giang hồ mấy chục năm, chỉ có tôi đả thương người ta, người ta làm sao đả thương tôi chứ. Thì là khinh thường tôi quá. Vô đi. Cứ việc đấm đi. Đúng vậy, bác sư phụ võ công cao siêu, một đấm thôi đương nhiên chịu nổi rồi. Đừng có nói nhiều nữa, ra tay đi. Bác sư phụ, ông cảm thấy sao? Không sao, để tôi ngồi nghỉ một chút. Tại sao có chuyện kỳ lạ tới như vậy chứ? Thật sự gần chết luôn. Đừng để cho người ta biết, chảy lòng mày cái đã. Bác sư phụ, ông... Bây giờ công gì, vô phòng nghỉ đi. Lúc nãy ông đã thử qua đấm của tôi, thấy sao hả? Có sức, nhưng mà không ăn thua gì hết. Tôi biết, lúc nãy tôi chỉ dùng 2 thành công lực thôi. 2 thành công lực? Nhưng mà tôi cũng dùng 2 thành công lực để cản thôi. Tại sao lại không dùng hết sức của mình chứ?
Bởi vì tôi sợ sẽ chấn thương ông đó. Chấn thương? Thanh niên mà sao lại khinh thường bát hoàng này vậy? Thiết bố sam của tôi tung hoành giang hồ mấy chục năm, chỉ có tôi đã thương người ta, không có ai đã thương được tôi đâu. Tại sao lại không dùng hết sức đi chứ? Bây giờ không sao rồi, về nhà đi. Ê, nếu mà như vậy chúng ta làm lại đi. Cái gì làm lại hả? Lần này tôi sẽ đánh hết sức của tôi, không làm ông thất vọng đâu. Đánh hết sức mình bảo đảm tôi không thất vọng. Ông không muốn hả? À, muốn. Muốn thì nhào vô. Vô thì vô, tôi sợ sao? Nè. Lên đi. Ây da, con gái ngoan, con dạy thật đúng lúc đó. Ây da, cha nhớ con quá, thiệt là thương con quá đi. Ba, ở bên ngoài. Kiếm ba có chuyện gì? Ở bên ngoài có người kiếm ba. Được, con ở đây nha, ba ra ngoài, ba đi nha. Anh Tinh à, sao cũng đợi em ở tại hậu viện? Hậu viện? Tôi tới thăm viếng bác sư phụ đó. Ra bằng ngõ này. Bác sư phụ, mấy người bạn này của chúng tôi thuộc võ đường Hỷ Tử Lâu của Nhật Bản. Chúng tôi từ Nhật Bản tới đây để thọ giáo võ thuật của Trung Quốc. Võ thuật Trung Quốc nhiều biết bao nhiêu, tại sao không đi kiếm người khác mà lại kiếm bác già này? Bác già cước là do Trần Chân ngày xưa đã đích truyền. Tôi nói với mấy người Nhật Bản bạn tôi có hứng thú nhất đó. Vậy sao? Tôi lại không có hứng thú với người Nhật Bản. Các người đi về đi. Vậy thì cho nó tấm bảng đi. Bác sư phụ à, người bạn Nhật Bản của chúng tôi cho biết bác sư phụ không có hứng thú vợt, tôi không miễn cưỡng. Nhưng mà hãy nhận tấm bảng này giùm đi. Nếu như ông cho rằng cái tấm bảng này có điều gì không đúng, ông có thể ra đây chứng thật mà. Tôi không cần thiết phải chứng minh cho ông coi. Cái lão già kia chỉ có tư thế chứ không có thực tế gì hết, là mất mặt người Trung Quốc chúng tôi. Nè, có ai dám ra đây hay không hả? Mày ngon lành lắm đó nghe. Thằng nào đá tôi ra vậy? Nhát gan thì đừng có làm anh hùng. Ra đây đừng có nói bị người ta đá ra. Không chi khi gì hết hả? Thiệt là mất mặt người Trung Quốc quá đi. Tiểu huynh đệ, đây là chuyện nhà của họ bác, không có liên quan tới cậu. Sai. Không những là chuyện nhà họ bác, còn làm nhục người Trung Quốc chúng ta. Đó là chuyện của người Trung Quốc chúng ta. Các vị, chúng ta đều là con cháu của Diêm Hoàng. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau, đồng môn như anh em, sống chết bên nhau. Đó là cái mỹ đức tốt đẹp của lòng đức truyền nhân chúng ta, chứ không phải là đồng á bình phù. Có khá không vậy? Máy quay video đâu? Quay cái gì? Quay phim đó. Các người đang quay phim phải không? Quay phim cái gì? Họ tới phá võ đường đó. Hả? Nói cái gì vậy thằng Rinh con? Mày nói thì nghe rất là hay, nhưng mà không có thực tế đâu. Còn tao thì khác. Tao có thể chứng minh tụi bay là Đông Á bình phu. Hãy xem nè. Đây chính là Hỷ Tử Lâu của Nhật Bản đó. Làm giả danh người Trung Quốc đi. Chuyện là gì? Lúc nãy tôi còn tưởng đóng phim. Ông cũng biết mà, các người ăn bận kỳ cục quá, đâu có thể nào trách tôi. Cho nên tôi cảm thấy cho dù các người có ân oán gì đi nữa, không đúng thì nói cho đúng. Tôi về chỗ nha. Ừ.
Ê, ê nè, nè, đừng có nhiều chuyện. Muốn làm gì? Hay lắm, đứng dậy hết nổi rồi. Thiệt là không hổ Đông Á Bình Phù. Nè con, đỡ thiệt là dở. Chạy lại, chưa có hạ màn đâu. Được về đây. Dạ. Mày có nhớ diễn như thế nào hay không? Xe giấy phải không? Ăn nha. Đơn giản quá hả? Ây hà, khó tiêu lắm. Lần này tao bắt mày ăn hết tờ giấy, lần sau bắt mày ăn luôn cả cái khuôn. Bận rộn thì đi trước đi. Thiệt. Bác hoàng này ghét nhất là kẻ háo sắc. Các người đã dùng một phái của tôi, phải tuân thủ nguyên tắc. Đi mau lên đi. Dạ, anh cũng đi đi. Đi, không đi lẹ đâu. Lên. Sư phụ, uống trà. Ôi, còn không lại. Đa tạ đại ân đại đức của sư phụ. Đa tạ đại ân. Ngày hôm nay, không có bạc của sư phụ, do tôi quyết định dạy cho các người bác gia quyền. Chưa học đánh phải học chưa đòn, không được đánh cả được. Ngân, bây giờ để tôi biểu diễn mày chưa đòn. Có đau không? Rất là khỏe, giỏi thiệt. Làm gì vậy? Đừng nhớ. Thiệt là quá đáng. Lại chơi cái trò móc mắt nữa. Đừng có lo chuyện khác, lo cho anh đi. Đừng có làm bộ nữa, đánh hai ba cái không có chết đâu. Ấy da, tôi chết rồi, đau quá. Anh đánh người ta trọng thương như vậy, bây giờ phải làm sao? Được, người nào làm người đó chịu, để đó cho tôi. Quên. Thôi đi sư huynh, có sư tỷ lo được rồi. Phải, có sư huynh lo cho anh tốt hơn. Nè, bây giờ lo cho mày đó, muốn làm sao? Tôi muốn đi tiểu. Tôi muốn đi cầu. Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy nhà cầu. Làm ơn dẫn tôi đi. Không biết tôi làm sai điều gì, sao mà nó cứ chống chọi với tôi hoài vậy? Phải để cho nó chơi tới bao giờ đi? Qua đây. Tao đã nghĩ ra cách phá chiêu của nó rồi. Thử móc mắt của tao đi. Tao đâm vô mày bị đuôi thì sao? Không sao đâu, tao kêu làm thì làm đi. Thôi đừng giỡn nha. Mày không đâm tao không kể chuyện của Mẫn. Chuyện gì của cô Mẫn? Thì đâm đi, đâm xong rồi tao nói. Nhào vô. Nè mày nói đó nha. Nhào vô đi. Chuẩn bị. Ê, gì? Không có được đâm hai tay.
Sao phiền phức quá vậy? Chuẩn bị nha. Nè. À, mẹ kiếp mày, sao đâm bằng hai ngón chân chứ? Tại mày nói không được dùng hai tay đâm, vậy không dùng hai chân thì dùng cái gì đây? Không lẽ dùng cái đít hay sao hả? Tao biết tao nhát gan lắm, mày hãy trao bức thư này cho cô Mẫn giùm tao đi. Tao đi nha. Quay, nhờ giờ mày hết đó. Không biết nó muốn giở trò gì đây. Mẫn, từ lúc đầu gặp em thì trong lòng của anh lúc nào cũng nghĩ tới em, muốn gặp em thôi. Yêu em tha thiết. Giết cái gì đi cô gái hả? Được rồi, giúp người thì giúp tới cùng. Để tôi giúp mày. Em à, anh của em hôm nay làm người tốt. Chúc hai đứa tụi bay tốt số. Không biết có bị người ta phát hiện hay không nữa. Wow, có hộp trang sức để tâm sẽ răng thôi. Bỏ đi, không có lấy. Đừng cũ một chuyến đi mà. Phải lấy cái khăn để làm kỷ niệm. Hãy canh cửa cho tao. Dạ. Ây da, chết cha. Khôn lanh chút đi. Gửi cho mình. Anh Đình, vào cái đêm bà bị đánh gặp lại anh, em thấy vui lắm. Tuy ở trong một nhà nhưng bà lại cách xa, đành phải nhờ bức thư để tâm sự. Hy vọng có dịp gặp lại. Đại ca đừng có đánh tôi. Hả? Thằng Kiện. Tin hả? Phải, tao nè. Tao xuống đây để kiếm mày đó. Tao mất địa chỉ của mày, kiếm hoài cũng không được. Mày làm gì đây? Tôi hả? Tôi đang ăn trộm. Mày sa sút tới như vậy hay sao? Mày dám vô võ đường để ăn cắp đồ? Thì đâu phải một mình tôi. Lúc nãy còn thấy một đồng nghiệp vô ở trong phòng của người con gái nữa kìa. Cô Mẫn. Mày làm gì? Cái thằng trời đánh, mày không biết chỗ mua hôm phải không hả? Mẫn. Mẫn à, Mẫn. Tao sẽ cho mày chết. Tao phụ mày. Tránh ra. Dừng tay. Tụi mày làm gì đây? Sư phụ nó. Hắn muốn hiếp dâm sư muội đó. Mày. Mẫn à, hãy tỉnh dậy đi. Mẫn. Mẫn à, em làm sao vậy? Sư phụ, chính mắt tôi nhìn thấy nó dùng cái khăn này để làm cho em Mẫn mê man. Mày nói cái gì đây? Sư phụ. Cầm miệng. Tại sao lại ăn mặc như vậy? Sao áo của mày trên mình còn Mẫn?
tôi đậy lại giùm cho cổ. Bà à. Cái thằng cầm thú này. Tôi. Sư phụ nghe con nói nè, chính là sư huynh muốn làm hổn cô Mẫn. Không nên hỏi bạn tôi đi. Nói như thế đó mà. Đúng đấy sư phụ, tôi núp trong tủ áo cái gì cũng nghe được. Mày núp trong tủ áo làm gì? Tôi núp ở trong. Tôi cũng có thể chứng minh những điều mà Lưu Tinh đã nói toàn là sự thật. Tôi có thể thề. Sư phụ à, cái này là của sư phụ mà. Sư phụ, hiểu lầm thôi. Tao thấy mày đã từng cứu qua tao, tao tha cho mày lần này. Từ nay về sau, tao và mày không còn quan hệ thầy trò nữa. Mày đừng có bước vô nhà của tao. Đi đi, đi đi. Tình trường thất ý thì sự nghiệp đắc ý mà. Võ đường này không cho mình ở thì mình đi chỗ khác. Chỉ cần mình chiếm được giải quán quân, lấy được 10 triệu đồng, chừng đó sợ không có gái hay sao chứ. Thiệt tình. Tin tin cái gì? Tao mua Mercedes đụng mày đó. Nè nè nè, hay là ngày mai chúng ta đi ăn cướp ngân hàng Hội Phong đi. Ăn cướp tệ như vậy cũng nói ra được hả? Bây giờ chắc chắn mình phải làm một mẫu người tốt, có biết không? Hả? Mày nói gì vậy? Phải hả? Sao bỗng dưng mình trở nên chánh nghĩa như vậy? Ngay cả mình cũng phải cảm động nữa. Tin à, tao đã cải tà quy chánh rồi. Tao đã trở thành chánh nghĩa đó, có biết không? Cái thằng mắc dịch, trút giận lên đầu của tao. Im miệng. Mày không có tư cách lên tiếng. Cái này là cái gì? Hả? Tao đâu có biết là cái gì. Tại sao thư cô Mẫn gửi cho tao lại ở trong tay của mày? Tại sao tôi kêu mày đưa cho cô Mẫn, mày lại xé rách hết? Bạn bè kiểu này đó hả? Mày gạt tao. Từ nay tao không muốn thấy mặt của mày nữa. Kiện, mình đi. Tinh à, hãy kiếm đại ca của tao bái ổng làm sư đi. Nghề của ổng giỏi lắm. Là người mình đó đại ca. Chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng đó. Vô đi. Đại ca. Thằng nào vậy? Là bạn thân của tôi ở Quảng Châu. Tên là Tinh đó. Ồ, vậy toàn là người mình rồi. Đại ca, nói đi. Kế hoạch của tôi là đánh cướp ngân hàng Hội Phong. Tinh à, lần này chúng ta làm giàu rồi. Đúng như vậy. Tôi và ông Bưu đã coi kỹ chung quanh rồi. Tới lúc đó, hai người canh gác ở ngoài cửa trước. Một người lái xe, một người coi đường. Tôi với thần Cường chịu trách nhiệm phong tỏa hết, bảo an ở cửa trước và cửa sau. Còn ông Bưu uy hiếp giám đốc ở tại ngân hàng. Tỉnh kỹ lắm. Vậy thì người nào lấy tiền? Phải rồi, lấy tiền đi. Quay, cô bộ chúng ta không có đủ người đó. Vậy kế hoạch này phải sửa đổi rồi. À, không cần đâu. Chúng ta có thể kiếm một chi nhánh nhỏ hơn để mà ăn cướp. Để tôi suy nghĩ kỹ. Thôi thì Hàng Xanh đi. Hả? Hùng Xanh cũng lớn lắm. Nè, ở tại trường đua nhỏ lắm, chỉ có một thằng Ấn Độ gác cửa thôi. Tới lúc đó không những có người đi ăn cướp tiền, còn có thể cho một người đi tiếp đãi khách hàng bị kèm giữ ở trong ngân hàng nữa đó. Nói rất đúng. Ê, đúng lắm. Ê, nói rất đúng. Quay, súng lấy ở đâu hả? Cây súng của thằng Ấn Độ kia lớn dữ lắm đó. Súng hả? Ừ, không có hả? Nhưng mà ông đây giỏi như vậy, tôi nghĩ ông đánh tay đôi với nó. Chê, có làm lớn không đây? Mày không đánh với nó, bắt tao đánh hả? Còn khuya đó. Ê, ê, cái vụ ăn cướp này là đình nữa hả? Không cần phải chán nản như vậy. Nếu như sợ sóng gió đó, thì kiếm một cái chỗ ít sóng gió đi. Chỗ nào? Tiệm gạo ở đầu đường. Không được. Cái tiệm gạo đó thường bán chiều cho chúng ta, làm sao ra tay được? Đúng vậy đó. Ờ, cái này không được, cái kia cũng không được. Nếu như không thể nổi tiếng thiên hạ, thì bắt trước mấy con voi ở tại Phi Châu á, lén lén chết phất đi cho rồi. Muốn nổi tiếng á, đâu cần phải đi ăn cướp chứ. Hả? À. Tại sao không thử cái hết quần áo, chạy vòng vòng ở mũi thiên xa, bảo đảm ngày mai lên máu liền. Ờ, đúng rồi. Đúng cái đầu của mày. Bốn thằng già cởi chùa chạy khắp phố, tuyệt dễ bị bệnh cảm lắm đó. Cái thằng kia, tao thấy mày ngang lắm đó. Đại ca, đừng có nóng nể, tôi có ý kiến hay. Ý kiến gì đây? Anh Tinh giỏi lắm đó, tay phải của anh rất là mạnh. Chỉ cần các người chịu nhận anh làm đệ tử, dạy cho anh vài ba chiêu để cho anh dự giải quyền thuật tự do quốc tế, tới lúc đó thì lấy được giải quán quân, các vị có thể nổi tiếng thiên hạ, còn có 10 triệu đồng tiền thưởng nữa kìa. Phải lắm rồi. Cho dù như vậy cũng đừng kiếm tôi chứ. Khinh thường chúng tôi hả? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy là mấy người còn trẻ lắm, còn có rất nhiều tương lai. Tôi già rồi, dạy tôi chỉ tốn thời gian thôi. Mày chơi tụi tao hả? Muốn chết hả? Phải. Ah!
nó tén qua. Chó già đái được. Lão thủ bàn cân. Chắc là cũng xảy ra án mạng chứ. Mày còn muốn làm đệ tử của tụi tao hả? Nhưng tao muốn làm sư phụ của mày. Gọi sư phụ đây. Còn không mau gọi sư phụ. Sư phụ. Nhất đảm nhị lực tam công phu. Bây giờ tao huấn luyện cái gan của mày nha. Bằng cách nào? Nè, mang tờ giấy này nhét vô văn phòng. Nhét xong lập tức chạy đi, đừng có mở ra. Vậy là ăn cướp. Là huấn luyện. Có gì có thể giúp được ông? Anh muốn lấy tình tiết của em. Hả? Trao cho tôi đi. Không được, em mất rồi. Anh có súng đó. Để em hỏi giùm anh xem cô gái ngồi cái bên có hay không. Hỏi lẹ đi. Được. Jenny à, mày còn hay không? Đồ điên. Đừng có làm bậy nha. Cái thằng đó nó có súng đó. Lẹ chút đi. Tôi cũng đâu có. Cô cũng có. Mấy năm trước có, bây giờ mất hết rồi. Đừng có nói chơi nha. Tôi gấp lắm á, ở bên ngoài còn có nhiều người đợi nữa. Tôi có súng máy đó nha. Nếu không cần như vậy thì tới cửa số 9 hỏi cái con mày mập đó đi. Tôi nghĩ cả ngân hàng chứ còn mình cổ phải thôi đó. Chỉ mình cô ta có. Ngân hàng gì kỳ cục quá vậy. Tôi có lầm lẫn không đây chứ. Cô có hay không? Hả? Tôi có súng máy đó nha, có không? Ừ, có, tôi có. Đưa lẹ lên, tôi gấp lắm rồi. Hả? Gấp dữ vậy hả? Đương nhiên rồi, mở lên. Ít ra cũng phải dẫn người ta ra ngoài ăn bữa cơm, coi hát cái đỡ. Cho người ta vài tháng để người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Bỏ đi rồi sao? Nói chuyện bậy bạ, không có thời gian nữa, lẹ lên. Đừng có dùng bạo lực như vậy. Em sẽ trao cho anh mà yên tâm đi. Đừng có nói bằng cái miệng, trao lẹ lên đi. Hả? Chỗ này, cho bằng cách nào? Thì mang ra đây đặt ở trên cái bàn này đi nè, còn hỏi làm sao? Hả? Làm sao trao trên bàn chứ? Nếu như không để lên bàn, thì từ trong kia quăng ra đi. Hả? Văng ra hả? Tụi có súng đó, mau lên. Được. Làm gì vậy? Anh à, anh là người đàn ông trực tiếp nhất trên đời mà em đã gặp đó. Anh à, anh cũng biết đông người bất tiện lắm phải không? 10 giờ tối đêm nay gặp mặt ở trạm đường sắt Cửu Long đường hả? Chúc mừng mày, mày trở thành tên nhập đặc đầu tiên cướp trinh tiết tại cái xứ Hồng Kông này đó. Được ăn thì đừng bỏ. Gan thì có rồi, nhưng mà còn chưa có công phu. Công phu của chúng tôi đòi hỏi thực tế và kinh nghiệm. Phải chém lộn bao nhiêu năm qua chúng tôi mới có được đó, hiểu chưa hả? Công phu đó không phải dựa trên chiêu thức mà tự do mình nghĩ ra mới được. Nhớ kỹ, phải ra tay độc ác mới được đó. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải đánh vào chỗ yếu. Không sao chứ, đánh vô tim. Bóp cổ. Đúng vậy. Không ra tay thì thôi, ra tay thì đừng coi như là đồ chơi nha. Muốn giết người phải dùng hết sức mình. Nè, bóp cổ nó chết rồi. Nè, bóp cổ theo kiểu đó là nó chết đó. Tin à, ở trận mắt rồi hả? Mau kêu xe cứu thương đi. Tin à, trong cuộc đấu võ, trước tiên cần phải ấn tạc thực lực. Đừng để cho người ta biết quay lực tay phải của em. Vì vậy bây giờ phải huấn luyện mình giống như người thường. Phải nâng cao về mọi mặt. Phải rồi, chúng tôi tập cách bất ngờ mà. Phải cố gắng lên nha, phải tập lên đó. Phải rồi, mau lên. Đáng lên đi. Đập cho mày chết nè. Đập nó. Cho mày chết nè. Ai à, đánh bằng cách nào? Thì lấy đồ nghề. Đồ nghề hả? Lên, đánh đi. Sư phụ. Làm gì đi? Tôi học võ công.
Tại sao dùng dao? Đương nhiên rồi, không dùng dao sao tập vợt. Chuyện tiếu lâm quá hả? Dứt mày nè. Chết đi, chết đi, chết đi. Tình à, võ đường của chúng ta đã chính thức đăng ký rồi, mày hãy nghĩ xem đặt tên gì đây. Đại Long Phụng. Bộ mày tưởng là tiệm kim bài hay sao? Đó là tân tinh võ môn. Qua, wow, lợi hại. Mua vô đi, 300 đồng rẻ lắm rồi. Ghế hàng đầu mà, mua đi. Ê, tụi cá đội này nè, mua đi, mua đi. Ghế hàng đầu đó, 300, mua vô đi, mua vô đi. Đáng lên nhà mà rẻ chú bị thắng đó. Hả? Nè, mua đi, rẻ lắm rồi. Bao nhiêu? 300 đồng nữa mà, phải rồi, mua đi. Không mua uổng lắm á. Đây nè, ghế hàng đầu. Mua đi, mua đi. Rồi, đi, đi, đi. Đi vô đi. Nhiều ghế vậy? 700. Lúc nãy có 300, bây giờ 700 rồi, có lộn không vậy? Tại mày xấu trai, hỏi thêm ta là 900 đó. Bà cô tới rồi. Cô của mày tới tao bán 1,500. Thằng kia đâu mất rồi? 300 một vé nè, mua vô đi. Ê, nồn lắm quá đây. Nguyễn thủ các võ đường đi vào trong hội trường. Cuộc đấu võ lần này dựa trên thể lệ đánh đơn và loại đâu. Bây giờ cao thủ khắp nơi trên thế giới đã xuất hiện. Tiền thưởng của năm nay lên tới 10 triệu đồng. Xem ra ngày hôm nay chắc chắn là có màn long tranh hổ đấu. Mọi người hãy ra đấu sơ kết để chọn 4 người chung kết cho ngày mai. Lắm mà, thì đấu lớn lắm đó. Đấy rồi, hồi hộp quá đi. Đấu lớn lắm tầm hữu tới rồi. Nhiều võ đường ra. Nè nè nè, ráng nha, 10 triệu lần đó. Hả? Về mục đích bất chấp thủ đoạn. Tin à, em có hiểu họ nói gì không? Tôi bây giờ chính thức tuyên bố cuộc thi đấu bắt đầu. Mạnh lên, mạnh lên, quấn đi, quấn đi. Đá bộ hạ của nó, đá bộ hạ của nó đi. Mau lên. Có sao không vậy? Không sao. Không sao hả? Bắt đầu. Đánh, 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 Phản bội sư môn, khinh sư diệt tổ, ta sẽ thanh lý môn hộ. Tôi đã gọi ông là sư phụ, tôi kính trọng ông. Tôi bây giờ nhường 3 chiêu trước. Ê, đánh đi. Xuất chiêu đi. Ê, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Sao lại có chuyện đó hả? Phải rồi, làm gì vậy đó? Phải rồi, đánh đi. Đánh đi. Chiêu đầu tiên. Thật sự không đánh trả. Còn 2 chiêu nữa, tôi phải đánh nó mới được chứ. Lưu Tinh Mặt đã xấu rồi, còn ngu tới như vậy, thiệt là sỉ nhục của giới võ thuật. Đừng nóng ruột, trước sau gì cậu cũng hiểu rõ thôi. Cứ việc ráng đánh luôn lấy 10 triệu đi. Phải rồi, đánh đi. Đi đi. Ê, đánh đi con này nè. Chịu tướng ha, bị cầu rồi. Vậy không đánh được. Rồi thì chung tiền thôi. Minh Hoàng cũng chung hả? Có tiền không vậy? Chung vui nữa, có tiền không đây? Chung hả? Đây, đây, đây. Đây, đây, đây.
hộp nha. Ê, hộp này đây hay quá. Rồi đó. Nè, lấy đi. Thiệt tình. Chơi tép đi, chơi tép đi. Chơi đi, chơi đi. Em tiểu xã, chuyện gì đây ca? Người giàu có thì hoàn toàn khác hẳn đây nha. Đại ca đừng dẫn chơi với em mà. Đừng có khiêm tốn tôi như vậy. Cái thằng lần trước theo mày tới chơi bời đó, bây giờ đã vào trong tứ cường rồi, cho dù trở thành hàng gì đi nữa cũng được một số tiền. Ừ, quen thân vậy cũng không ngại cho ông biết, gần đây nó tập dữ lắm, ăn lại cái chắc mà. Nếu như quán quân thì xuống biết mấy, không chia hết cũng chia được phân nữa. 5 triệu thì nói làm gì. Khi nó về tới Hồng Kông, người nào thay đổi hình tượng cho nó đây? Tôi nè. Ai đào tạo cho nó hả? Là tôi nè. Ai là người đầu tiên dẫn nó đi chơi bời? Cũng là tôi. Cái gì mà chia đôi chứ? Phải chia 8-2. Tôi 8, nó 2. Ê, đại ca, cái thằng đó tới đây kiếm chuyện đó. Anh ở đây chống đỡ giùm tôi nha. Chắc chắn anh có lợi mà. Hả? Ê anh Tài, sao đây? Nè, tôi cứ đi kiếm anh để trả tiền cho anh. Kiếm không được. Gì hả? Tao nghe nói mày có thằng bạn, nay mày sẽ cho mày rất nhiều tiền có phải không? Đúng vậy, nó chiếm giải quán quân tôi sẽ có nhiều tiền lắm. Sau này tôi sẽ trả gấp đôi cho anh. Anh Quyên, đây là đội trưởng đội phi hổ Tô Cách Lan, họ bí mật gửi qua đây để giúp đội cảnh sát hoàng gia Hồng Kông. Anh tên là Trương Quyền. Thằng Quyền ba xạo trở thành đội trưởng đội phi hổ hồi nào vậy? Các người quen biết hả? Anh vợ. Anh vợ? Như vậy con vợ làm điếm của mày, làm gái của nó. Mày nói gì? Ta không có chơi cổ. Cổ vậy làm sao mà chơi được. Cái gì? Đúng vậy, tôi có lỗi. Người của mình mà phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Lần sau tôi chơi một cái, nhất định bảo đảm vợ của anh sẽ... Mày nói gì? Thật ra có một cô em gái làm điếm cũng đâu có gì là tệ. Ít ra có thể tự lực cánh sinh, nghề nghiệp đàng hoàng mà. Thật ra làm điếm đâu có nhiều tiền bằng đi chơi dai. Đi chơi dai có nhiều tiền hơn, không cần phải nằm rên la. Thiệt ra còn sướng hơn nhiều đó. Hả? Nói nữa vậy. Làm điếm cũng tốt chứ, đàn ông thích chơi bời mà. Đàn ông đi chơi bời là cái chuyện đứng đắn đàng hoàng thôi, đâu có gì lạ. Cho nên vợ của anh làm điếm suốt đời cũng tốt lắm, có thể phục vụ nhân dân, có thể giải quyết cho đàn ông, có thể chiếm được giải Nobel đó, có phải không? Hả? Dạ, đó. Đừng. Màn tranh giải đầu tiên ngày hôm nay, Trịnh Quang của võ đường quốc gia đã thắng. Tiếp theo là sư phụ Bác Hoàng đấu với sư phụ Lưu Tinh. Nếu người nào thắng sẽ cùng với Trịnh Quang ra đấu giải quán quân. Ráng đánh thêm 2 trận nữa vậy là xong thôi. Tinh à, 10 triệu đồng đang bơi tôi đó. Ba, bệnh của ba lại tái phát, con lấy thuốc cho ba uống nha. Được, tôi sẽ về ngay. Mẫn à, anh chỉ muốn nói rõ cho em biết, cái đêm đó anh thực sự không làm gì cả. Anh chỉ muốn tới trao thơ cho em thôi. Em không tin. Em chỉ tin ba của em thôi. Lời ông nói không có sai đâu. Ông không bao giờ nghi quan anh. Sao? Cầm thú chết cũng không đáng thương đâu. Mẫn à, em ra ngoài trước đi, chỗ này để anh lo. Ra ngoài đi. Anh không có làm bậy đâu. Ra ngoài đi. Ủa, ba đâu? Đồ cầm thú. Đúng vậy, ta muốn hiếp dâm cô Mận. Mày tức hay không? Ai biểu thằng già kia tin tao? Tới giờ này còn hết lòng tin tao nữa đó. Bác sư phụ. Ông gì? À, bác sư phụ à, ông không sao chứ? Không sao. Ai ở trong kia vậy? Mấy đứa đệ tử thay đồ thôi. Ồ, tới giờ rồi, sắp ra sân, ra ngoài đi. Tạm đánh mày bao nhiêu đây thôi, để lát sư phụ sẽ cho mày một bài học trên võ đài. Ba bỏ đi đâu vậy? Kiếm hoài mà không thấy. Không gì. Ba thấy sao? Ba thấy khỏe lắm. Dạ thuốc nè, con đi trong nước. Được. Ê, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Trời ơi, sao chảy máu vậy? Các vị khán giả, người tham gia trong trận đấu này là Bác Hoàng của võ đường Bát Gia. Ba, tiếp viên ba kìa. Và Lưu Tình của Tân Tinh Võ Môn. Wow,
Nghe nói Lưu Tinh từng bái Bác Hoàng làm sư phụ, vậy là bây giờ thầy trò đại chiến, thực ra là ai ăn ai thua đây hả? Đánh đi. Chuyện của con Mẫn, cậu bị người ta nghi quen, tôi đã trách lầm cậu. Sư phụ, nhưng mà ta không nhận mày đâu. Muốn lấy 10 triệu đồng thì phải đánh tao hết sức mới được. Chứ cần sư phụ hiểu rõ, mấy việc khác đối với tôi không quan trọng. Dù tích sự, không có tiền làm sao cưới vợ? Cưới vợ? Con gái của ta không chịu nghèo chung với mày đâu. Ra tay đi. Dạ biết. Thành công lực thôi. Tao cũng vậy. Muốn thắng ở trên lôi đài thì phải biết cách lấy điểm chứ. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ à, Tinh à, mày đánh giỏi lắm, mày đã thắng rồi. Hay quá, hay quá. Thằng này, mày làm gì vậy chứ, thiệt điên mà. Sư phụ có chuyện gì hay không? Gì đâu, vô nghỉ đi. Bác sĩ à, bà có tự thế nào? Bị đánh trúng khí môn, ngất xỉu, hãy theo tôi lấy thuốc đi. Được, tôi đi theo. À, bác sĩ à. Cương à, sư phụ thế nào rồi? Bác sĩ nói bị ngất xỉu. Sư phụ, ông thế nào rồi, sư phụ? Yên tâm đi, tôi sẽ đánh cho cái thằng đó ói máu luôn. Cái thằng cầm thú này chính là mày muốn hiếp dâm con Mẫn. Sư phụ, hãy tha thứ cho con. Con thật sự rất là thương em Mẫn. Đời của tao ghét nhất là những kẻ háo sắc. Mày ra ngoài nói cho trọng tài biết, mày tự động bỏ cuộc đi. Không được đâu, sư phụ. Đừng gọi tao là sư phụ nữa. Từ nay tao và mày đường ai nấy đi. Sư phụ, đừng có làm vậy. Hãy tha thứ cho con đi. Con là do một tay sư phụ nuôi lớn. Hãy tha cho con đi, sư phụ. Sư phụ, đừng có khóc nữa. Anh Vĩ, anh đừng có làm như vậy mà. Sư phụ, tôi để lấy tiền và lấy cả người nữa. 10 triệu đồng ký cho người ta hả? Còn khuya, ngày xưa hứa cho tôi nhỏ đường, còn gả con gái cho tôi nữa. Nói láo, nói láo. Dạ, tất cả đừng vô đây. Sư phụ đã bị Lưu Tinh đánh chết rồi. Bà. Hả? Sư phụ, thằng Tinh vô tội.
hận. Bà thấy sao hả? Bà có sao không? Được, sư phụ, con nhất định trả thù, đập chết Lưu Tinh. Cái gì khán giả? Trận chung kết bắt đầu. Chúng ta hoan nghênh Lưu Tinh của Tân Tinh Võ Môn. Và xin mời Trịnh Hoài của võ đường Bát Gia. Cảm ơn các vị. Tôi có tin không may tuyên bố với các vị, võ sư Bát Hoàng lúc nãy mới tham dự trận đấu bị trọng thương, không may đã qua đời rồi. Kỳ vậy hả? Không liên quan tới mày đâu, đừng có yếu lòng, cứ việc đánh đi nghe hả. Đánh đi, mời hai người hãy tới đây. Lên đi. Mày đã giết sư phụ. Không bao giờ. Tất cả khán giả có thể làm chứng, mày là hung thủ giết người. Tôi không giết ổng. Tao không tha cho mày đâu. Cô Mẫn sẽ không tha cho mày. Sư phụ, chết đi. Đánh ra. Lưu Tinh biết được bác sư phụ đã qua đời, như là không còn tinh thần muốn đánh nữa. Tinh à, mày đừng có yếu lòng nghe mày. Bằng không sẽ bị mất 10 triệu đâu. Nếu mà làm như vậy sẽ mất 10 triệu đó. Tinh à, người chết không có thể sống lại được. Đừng có buồn nữa, đánh cho nó gục đi. Được, vậy thì ở lại tịnh dưỡng vài hôm đi. Sư tỷ, tôi có lỗi sư phụ và sư tỷ. Mọi người nóng rồi đó, những người đánh thắng nhà không thể thua đâu à, biết chưa? Đánh đi. Một. Hey. Ê, đánh đi. Sư tỷ à,
Tất cả do đại sư huynh gây ra đó. Vậy tôi đã hiểu lầm tới anh Tinh. Thông, mày phản bội đại sư huynh. Vô bàn cửa này thì khỏi mua vé. Đừng đi, đừng cho cô đi nha. Chờ lại. Không được, phải đàng hoàng chút. Đừng có xen vào chuyện người ta. Đồ trời đánh. Đồ khốn nạn. Cậu bay, qua đây. Cậu gọi lại giùm em đi. Chạy mau đi. Mau đi báo cảnh sát đi. Mau lên. Báo cảnh sát đi. Mau lên. Chạy mau đi. Mày là ai? Tao là du địch Tiểu Thần Đồng, nổi tiếng Tân Gia Ba, Mã Lai Á và Hồng Kông. Đánh hoài cũng không chết. Đánh cho mày chết luôn nè. Đánh hoài cũng không chết đâu. Lần này chắc là chết thiệt rồi. Nè, trời ơi, đánh cái kiểu này bộ muốn chết hay sao hả? Tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn, cho mày ăn học, chịu cực chịu khổ, dạy mày võ công, chẳng qua muốn mày có được ngày hôm nay thôi. Cái chết của sư phụ mày không có liên quan gì tới mày đâu. Hãy sáng lên đi, nếu như không lấy tinh thần lại thì hy vọng của tụi tao coi như tiêu tan mây khói đó. Kẻ gì vậy? Mày đó, mày là muốn mày đánh vô tao đi mày ơi. Tại mày đó, mày đó ơi. Bác sư phụ là người mà tôi kính trọng nhất ở trên đời này. Tôi lỗi tại đánh chết ông ta, tôi cần phải chấp nhận sự trừng phạt của đệ tử ông ấy. Tôi đã phụ lòng kỳ vọng của các bạn. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Uổng cho bà nuôi anh từ nhỏ tới lớn, nhưng anh đã giết chết ổng. Điên rồi hả? Nói cái gì đây? Xuống đi. Anh không phải là người. Cái gì đây? Anh là súc sanh. Xuống đây. Tôi được giải quan quân. Nè nào, khoan đã. Cái gì mà khoan? Không thấy nó quỳ ở chỗ đó sao? Không thấy nó quan cái khăn hả? Làm trọng tài cái kiểu gì vậy? Nó đã đầu hàng rồi mà. Tôi đã thắng. Cái khăn này
Là do tụi nó quăng cho tôi để làm mồ hôi thôi. Hả? Đúng rồi, cha. Đúng vậy, nghe rõ chưa hả? Cái khăn này dùng để làm mồ hôi. Tiếp tục đánh đi. Tôi mua anh thắng đó. Đánh đi, 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 đánh đi. Đúng vậy. Tao đã giết chết sư phụ, mày tức hay không? Nhìn cái mặt của mày, chỉ còn có nửa mạng thôi. Mày còn sức đánh trả hay sao? Ta đập chết cái thằng trời đánh này. Còn muốn chạy hả? Hay quá. Tiêu xã đằng kia kìa. Tiêu xã. Con Mận đã nói rõ cho tao biết rồi. Cảm ơn mày đã đưa thứ đó giùm cho tao. Ngày xưa tao nghi quan mày như vậy, hy vọng mày có thể tha thứ cho tao. Đừng có để trong lòng. Đừng khóc nữa. Thần trời đánh mày nghi quan cho tao. Ê, ra đi. Anh Tiêu Sở, đừng có khóc nữa mà. Đến đi, đừng khóc nữa. Cái miệng sưng như vậy đâu còn Tiêu Sở nữa. Không phải, cái miệng giống hệt như là bánh ướt vậy đó. Mình dài dài lắm. Phải rồi, cô được lắm. Còn đỡ hơn mày. Mày thiệt giống cái đòn bánh tét đó, có biết không? Nè quý vị, ở tại Tân Tinh Võ Môn, tôi đây là lớn nhất. Vì vậy tất cả mọi việc tôi có quyền quyết định. Quầy, ông nói kiểu gì kỳ vậy? Tôi là lão đại mà. Vậy là lão đại rồi. Đại gia quà, mày dám nói tao vậy mày chết mày. Cái miệng anh vậy sao vậy? Nè, cô giùm đi, cô giùm đi. Cô giùm đi, nè. Đâu có gì.